Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người Việt ta có câu, đầu xuôi đuôi lọt, việc khai trương buôn bán, mở cửa hàng là một ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với những người kinh doanh. Khai trương thuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh, buôn bán sau này được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, xem ngày khai trương tháng 11 năm 2022 nhâm dần để lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi, để mở cửa hàng được đại cát đại lợi. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là lựa chọn ngày tốt và giờ tốt, nhiều cát khí để tiến hành khai trương. Được đắc tài sai lộc, khách khứa đông nườm nượp, thu về mỏi tay. Vậy đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày khai trương tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ khai trương trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất khai trương trong tháng 11. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác khai trương được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày khai trương, tóm tắt như sau. Khi thực hiện nghi lễ khai trương, thường thì trong ngày này, gia chủ cũng nên tiến hành bao sái, tẩy uế cho ngôi nhà hay cửa hàng, tiến hành lập ban thờ thần tài, bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần tiên, thần tài thổ địa. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ khai trương, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ khai trương nhé. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày khai trương. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta phải xem xét đó là tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc khai trương trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày khai trương phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ khai trương, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, dương công kỵ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, thiên sứ, đại thời, đại hao, tiểu hao, tứ phế, tứ củng, ngũ mộ, cửu không. 2. Ngày hợp khai trương, thiên nguyện, dân nhật, trực mãn, trực thành, trực khai, ngũ phú, đại hồng sa, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất khai trương trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ. Trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng.
Hai là ngày Thụ tử. Trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. Ba là ngày Dương Công kỵ. Trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày Tam Nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5 là ngày Nguyệt kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6 là ngày Trục Phá, là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. Ngày này ngoài việc chặt cây lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 7 là ngày Trực Bình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 8 là ngày Trực Thu, là những ngày Dậu, bao gồm ngày mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 19, 29 Kỷ Dậu. 9 là ngày Trực Bế, là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. 10 là ngày Kiếp Sát, là ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 11 là ngày Tai Sát, là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 12 là ngày Nguyệt Sát, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 13 là ngày Nguyệt Hình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 14 là ngày Nguyệt Hại, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 là ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Yểm là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 16 là ngày Thiên Sứ, bao gồm những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 17 là ngày Đại Thời, là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 18 ngày Đại Hao, là ngày Thìn, bao gồm 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn. 19 ngày Tiểu Hao, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 20 là ngày Tứ Hao, là ngày Tân Dậu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 21 ngày Tứ Cùng, là ngày Quý Hợi, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 22 ngày Ngũ Mộ, là ngày 12 Nhâm Thìn. 23 ngày Tứ Phế, là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 24 ngày Cửu Không, là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc khai trương cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. Ngày 25, ngày Thiên Nguyện, là ngày Quý Sửu, nhưng trong tháng 11 âm lịch không có ngày này. Ngày 26, ngày Dân Nhật, là những ngày Mão, bao gồm 17 Đinh Mão và 29 Kỷ Mão. Các ngày này trùng với Thụ tử nên không dùng được. 27 ngày Trực Mãn, là những ngày Dần, là ngày sát chủ rất xấu. 28 ngày Trực Thành, là những ngày Thân trùng với ngày Cửu Không. 33 ngày Trực Khai, là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày tốt, ít hung tinh nên sử dụng làm ngày khai trương được. 30 ngày Ngũ Phú, là những ngày Tỵ bị phạm vào ngày Kiếp Sát nên không xét tới. 31 ngày Đại Hống Sa là ngày Thân và ngày Tuất. Ngày Tuất trùng với ngày Trực Khai đã xem xét ở phía trên. Ngày Thân bao gồm ngày mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. Tuy trùng với ngày Cửu Không nhưng cũng trùng với ngày Trực Thành là cát tinh nên có thể dùng được. 32 ngày Thiên Đức Hợp là ngày Thân xét ở trên. 34 ngày Nguyệt Đức là ngày Nhâm, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Kiếp Sát nên không dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Đại Hao và Ngũ Mộ rất xấu. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày sát chủ nên không dùng được. 35 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi tuy trùng với ngày Trực Bế nhưng lại là ngày nhiều cát tinh. 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu nên không dùng. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt khai trương trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc khai trương đó là những ngày tốt sau. 1 là ngày mùng 6 Bính Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. 2 là ngày 18 Mậu Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. 3 là ngày mùng 4 Giáp Thân, kỵ người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 4 là ngày 16 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân.
Năm là ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 6 là ngày mùng 7 Đinh Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ, hợp những người tuổi Mão, Mùi Dần và những người có thiên can là Nhâm. Đó là 6 ngày cát lành khai trương trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!